Hai cả nhà, hôm nay mình mua được cái căn nhà này rồi nha. Hôm nay là bắt đầu dọn đồ vô sửa nha. Thì mình sẽ quay cho đại gia đình xem cái nhà này như thế nào nha. Cái nhà này thì mình mua giá cũng rẻ chứ không có đắt lắm. Nhà này hôm rồi mình quay là căn nhà 125.000 á. Đây là trước đi vô đây. Thì hôm nay mình dọn đồ vô đây để sửa đây. Cái này thì tường này nó bị hư, mình sẽ đắp thạch cao vô ha. Cái này là ở ngoài vô này là phòng khách ha. Đó. Văn salon. Cho nên mình mới mua được cái giá rẻ, cho nên mình sửa lại. Bây giờ mình quay trước khi mình sửa cho bà con mình xem. Đây là phòng ăn ha. Cái trần nhà này thì còn ok. Cái trần này thì giữ lại, trần này còn mới. Cái tường này thì hồi xưa là nó đóng bằng gỗ, gỗ này còn ok luôn. Chỉ gỡ giấy ra thôi thì mình đánh bóng lên. Phòng này phòng phòng ăn rất là rộng. Phòng ăn lớn lắm. Mình đi tìm những cái căn nhà như vậy là mình mua nó giá mới rẻ, tại vì người ta bỏ đó mình mua mới được giá, chứ bây giờ thì bây giờ thị trường nhà đang lên cho nên mình kiếm nhà như vậy không có đâu. Nhà này rất là rộng. Đây nhà bếp ha, nhà bếp thì nó cũng banh salon hết. Thì đóng thạch cao lại. Đèn điện này kia thì còn nước, còn ngon lành, còn đang hoạt động. Nó làm máy giặt, máy sấy nó để trong nhà bếp đây. Thì đây, nhà bếp đây. Máy giặt, máy sấy nó để ngay đây. Mình đang dọn ra để đưa nó ra ngoài. Rồi, máy giặt, máy sấy này mình sẽ cho nó ra ngoài phòng đây. Đây còn một phòng, mình sẽ đóng bít cái phòng này lại. Đóng lại làm cửa sau này. Đây là lối sau đây ha. Nhà này đất cũng có chút xíu đất ở sau này cũng được, rất là an ninh. Ở đây gần trạm cảnh sát, gần trường học. Mình sẽ đưa máy giặt, máy sấy vô trong phòng sau này đây ha. Thì mình làm lại thì cho nó đẹp, mình bán mới được giá. Đây là nhà bếp ha. Xin lỗi, đây là nhà tắm. Ở dưới này nó có, nhà này có hai cái nhà tắm ha. Thì cái này nó cũng tùm lum, nó làm hồi xưa tùm lum hết, mình sẽ đập ra làm lại. Nó làm tùm lum hết. Phòng tắm. Này, cái sinh rửa tay đây. Nó đâu có làm gì được đâu. Cái sinh nó gắn vậy là cái đầu rửa tay nó gắn vậy đâu được. Mình sẽ sửa lại. Mình thích nhà này là cái cầu thang nha. Cầu thang lên lầu. Nó có hai cái cầu thang lên lầu. Đây là cầu thang hướng sau, phía sau đi lên lầu ha. Nhà này cầu thang. Trên này rất là rộng, đẹp lắm. Căn nhà này là còn mới, không có làm lại. Căn nhà này giữ lại. Tường này nó đóng gỗ rồi. Thì mình giữ gỗ của nó. Gỗ này thì nó sẽ xài lâu lắm, đâu có hư đâu. Sàn nhà sẽ trải thảm ha. Cái này là cái lối vô trên lầu. Đây, lối vô lầu đây. Từ cửa trước vô đây. Cái lối đi, cái hallway này nè, rất là rộng, đẹp lắm. Đây, đây phía sau đây, cầu thang phía sau đây. Rồi đây nó có một phòng tắm nữa, trên này có phòng tắm nữa. Nhưng mà nó đây phòng tắm nữa, nó đâu có đồ mở nước đâu, chắc là
hồi xưa là người ta mướn nhà, người ta không trả tiền nhà, nó đập gãy cái này luôn, không có tắm được để cho người ta đi dọn nhà đi á, người ta đừng ở đi được. Trên này còn có thêm một phòng, cái này gọi là edit, cái chỗ chứa đồ á, trên này rộng lắm. Trên này nếu mà ở làm thêm được hai phòng ngủ trên này. Đó, trên này rộng lắm, sạch sẽ. Được cái nó sạch sẽ, nó dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Thì ở lực của Mỹ này nếu mà mua thì mình giao cái người bán phải dọn dẹp sạch sẽ ra nhà cho mình trước khi mình sang tên. Trước ngày sang tên đó thì mình sẽ đến mình kiểm nhà lại cho nó dọn sạch sẽ hay không. Nó không dọn sạch sẽ thì bắt nó phải dọn, hoặc nó để tiền lại cho mình dọn. Cái lực của nó là vậy. Đây một phòng ngủ này rộng lắm, thấy không? Gia đình thấy chưa? Nó chạy điện gì đâu có đúng đâu. Mình sẽ âm điện vô tường ha. Âm điện vô tường. Cái này đóng thật cao là hết nha. Tường trần nhà đóng thật cao là hết. Tủ quần áo hồi xưa nó làm chút xíu rồi. Làm tủ quần áo sẽ đóng thật cao luôn, trong này nó cũng bị hư hết rồi. Đóng thật cao là cho nó đẹp. Đây phòng ngủ thứ nhì đây. Này nhà này có 3 phòng ngủ, phòng nào cũng lớn kìa. Đây nè, cái phòng này cũng vậy nè, điện nó chạy ngoài nè. Mình sẽ âm vô tường nhé. Cửa sổ. Thay cửa sổ mới nha, mình sẽ đặt cửa sổ mới. Rồi, cái nhà giống như nhà mới luôn á. Thay cửa sổ mới, đóng thạch cao mới. Mình làm mấy lời hết thì nó giống như nhà mới. Xài bền lắm. Đây một phòng nữa, ngoài phòng thứ ba đây. Phòng thứ ba đây. Phòng này thì có 3 cửa sổ, nó cũng sáng lắm. Nhưng mà phòng này cũng đóng thật cao rồi nha bà con. Đóng thật cao rồi hết. Nhà nó bỏ ghê nè. Bỏ vậy đây nè, mình nó mới bán được cái, mình mới mua được cái giá rẻ này. Tủ quần áo này, tủ quần áo ha. Đây còn một cái tủ quần áo nữa ở đây. Đây còn một cái tủ quần áo nữa. Quần áo này mình sẽ dọn dẹp những cái này ra hết cho tủ quần áo này nó rộng. Mình làm cho nó đẹp. Cái này cũng tủ quần áo cũng đóng thật cao luôn. Nó trần nhà nó bị hư hết rồi. Tường thật cao. Thoáng luôn, rất là thoáng luôn bà con ơi. Cầu thang nó còn ok, cầu thang nó đánh bóng lại thôi. Rồi phần ở trước này mình sẽ lót gạch ha. Trước này sẽ lót gạch, khi nào mà làm xong đó, thì mình sẽ quay cái video xong cho bà con mình xem. Ở đây nó bị mục rồi ha, bị mục cho nên nó cái này mình phải sửa lại lót gạch. Ở đây là nhà thờ đây. Nhà này rất là đẹp, nằm ở trước là nhà thờ, có cái chỗ đậu xe rất là thoải mái. Mình đậu xe ở đây nè, cái cửa nhà nè. Cửa nhà cũng có chỗ đậu xe nhiều lắm. Đây đã cái cửa nhà đây. Chỗ nhà thờ này đậu xe thì thoải mái thôi. Ở trước nhà này, phía trước này nha bà con, phía trước nó có chỗ ngồi chơi đây ha. Phía trước cái này chỗ phía trước ngồi chơi cũng rộng đây, để được cái bàn ngồi chơi ở đây. Nhà rộng quá trời rộng luôn. Cảm ơn bà con mình nha, cảm ơn bà con mình theo dõi. Khi nào mình sửa xong, mình sẽ quay cái video sửa xong cho bà con mình xem nha. Rồi, cảm ơn bà con mình. Gặp lại video sau.